Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. 3 tháng đi làm từ thiện, Quyền Linh hạnh phúc khi được gần con gái. Gặp lại con gái xinh xắn ngoan ngoãn sau 3 tháng, Quyền Linh như được nạp lại năng lượng sau những vất vả mệt mỏi. Quyền Linh hạnh phúc chia sẻ bức ảnh bên con gái sau nhiều tháng không được gặp mặt. Nam MC cùng con gái thứ hai là bé Hạt Dẻ ngồi thưởng thức bữa ăn. Hi hi, sau những ngày dài giãn cách, ta được gần nhau hơn. Quyền Linh hạnh phúc ngồi ăn cùng con gái sau gần 3 tháng xa cách. Trong hình ảnh được ghi lại có thể thấy, Quyền Linh không thể giấu được khuôn mặt cười tươi rói khi được trở về gần bên với các con. Họ đã được ngồi đối diện ăn uống trò chuyện cùng nhau, chứ không còn phải nhìn mặt qua màn hình điện thoại như thời gian vừa rồi. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều khán giả vui mừng thay, cũng như gửi lời cổ vũ nam diễn viên sau những ngày buôn ba ngoài đường với công việc đầy ý nghĩa. Gặp lại hai cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn, dường như Quyền Linh đã được nạp thêm năng lượng, xóa tan những mệt mỏi vất vả của hành trình thiện nguyện vừa qua. Khán giả mừng thay khi Quyền Linh đã được về bên vợ con, một số bình luận của cư dân mạng chúc mừng anh đã trở về với gia đình của mình chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc khỏe mạnh nghỉ ngơi nhiều vào anh đã vất vả rồi sau những ngày mệt mỏi trên khắp các nẻo đường để giúp đỡ cho bà con thì giờ là lúc anh linh nên nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe ạ à. về với con cái bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến đúng không anh nhỉ rất ngưỡng mộ với tấm lòng của quyền linh quyết định xa con cái một thời gian để đi làm từ thiện mùa dịch trong suốt gần 4 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng không ít vì dịch và phải bước vào đợt giãn cách dài. Chứng kiến nhiều bà con khó khăn, Quyền Linh là một trong những người chọn sông pha lao vào vùng dịch. Nam MC đã chấp nhận chuyện không được gặp hai con trong một khoảng thời gian để đảm bảo an toàn, tiếp tục hành trình thiện nguyện vất vả lắm nguy hiểm. Nam MC Quốc dân hiểu rõ, việc làm từ thiện trong thời gian qua cũng như cược mạng sống của mình với Covid-19. Mỗi ngày Quyền Linh duy trì công việc lao vào bệnh viện, khu phong tỏa hay những con hẻm sâu hôn hút để hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con khó khăn. Anh vẫn khiến mọi người phải yêu thương và ngưỡng mộ thêm với hình ảnh ăn mặc giản dị, chân đi dép tổ ong, tự tay vác từng bao gạo và có những lúc mệt đến mức ngồi bệt bên đường. Để xông pha đến những vùng dịch chứa nhiều rủi ro, nhiễm bệnh, cũng đồng nghĩa với việc Quyền Linh phải xa gia đình. Trong thời gian qua, Quyền Linh đã chấp nhận việc không gặp mặt để đảm bảo an toàn cho gia đình. Bởi hai cô con gái của nam nghệ sĩ vẫn chưa đến tuổi tiêm vaccine. Dù sống chung nhà thế, nhưng Quyền Linh phải cách ly hoàn toàn với hai bé lọ lem và hạt dẻ. Nam nghệ sĩ không khỏi đau lòng, với cảnh rất gần mà lại rất xa. Con ở ngay trong nhà, nhưng chỉ có thể nhìn mặt qua màn hình điện thoại. Sau gần 3 tháng, Quyền Linh cũng đã được gặp lại hai cô con gái rượu. Lọ lem và hạt dẻ cũng rất gần gũi với bố Tàu ấm của Quyền Linh Đánh đổi việc xa con suốt gần 3 tháng trời Để đến vùng dịch làm thiện nguyện Đây không hề là một quyết định dễ dàng Cũng chính vì thế mà khán giả lại càng ngưỡng mộ Và cảm kích hơn bao giờ hết với tấm lòng tuyệt vời của MC Quyền Linh Trước đó, hai ái nữ cũng trỏ tài múa Đợi Quyền Linh về sau chuyến từ thiện trên trang cá nhân mới đây, Quyền Linh đã tâm sự về tình hình Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nam MC trăn trở về việc cân bằng cuộc sống sau thời gian bị gián đoạn vì dịch. Dẫu thế, Quyền Linh lại vô cùng háo hức khi nghĩ đến việc về bên vợ con. Bên dưới bài viết giả thảo, bà xã Quyền Linh cổ vũ chồng bằng clip dễ thương của hai cô con gái. Các cô gái yêu cho đón ba về. Trong đoạn video ngắn này, lọ lem và hạt trẻ cực tự tin thể hiện thuần thục những động tác vũ đạo trước ống kính. Lại một lần nữa, ngoại hình xinh xắn của hai ái nữ nhà quyền linh khiến nhiều khán giả phải xích xoa khen ngợi. Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.